sử dụng chip RFID RC522, loại rất phổ thông. Chú ý sử dụng điện áp 3,3V. Khi nối mạch, ta bỏ qua chân interrupt. Bổ sung linh kiện trong chương trình. Sau đó, mở chương trình ví dụ dump info. Chương trình có tác dụng kiểm tra các thẻ RFID có sẵn, truyền toàn bộ dữ liệu về máy tính. Bật serial monitor. Đưa thẻ vào gần đầu đọc. Thông tin trên thẻ sẽ được gửi về máy tính. Điểm cần chú ý là mã thẻ UID gồm 4 byte. Sử dụng chương trình ví dụ cho dưới đây. Ta ghi lại mã số của từng thẻ và bật đèn LED. Ta có thể mở rộng chương trình để nhận biết nhiều thẻ khác nhau và mỗi thẻ gắn với một chức năng khác nhau.